Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nhé. Video này mình Poly 1C Poly mô tả của mình nhé. Tech-bot này các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn được cấp trang các bạn. Mình gặp cấp trang này mình khó quá. Rồi, các bạn chờ được cấp trang một chút xíu nghe các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối sau 5.000 người các bạn. Mình thì làm những nguồn gấp mới ra cho tất cả các bạn các bạn. Rồi các bạn nhắm vào tôi không phải là người máy nữa. Chọn vào hình ảnh của một chiếc xe ô tô. Của chiếc một chiếc ô tô nhóc có tên. Rồi các bạn sau khi các bạn nhấp cái tra chọn vào hình ảnh của một chiếc xe ô tô các bạn bấm submit các bạn rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm nút check nha các bạn. Mình nhận 1.000 token Bali này cũng khoảng 20 đô các bạn. Rồi bấm cho này góp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thường lệ các bạn join những group seller nữa nè. Điền lại địa chỉ username Telegram các bạn. Một kênh nè. Con này list sàn nào ta? Mình không biết luôn. Chừng nào nó về thì mình tính. Rồi các bạn join tiếp nha bạn. Join Sican nó cũng chắc không. Rồi không có thông tin gì luôn. Rồi join tiếp kênh thứ ba. Rồi các bạn đáp lại join kênh thứ tư nha bạn. Rồi các bạn điền lại địa chỉ username Telegram của mình nha các bạn. A cộng anh 1133. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn đi địa chỉ email của mình vào các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ ERC 20 với chocolate mấy chocolate nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình. Con này khá là đơn giản luôn các bạn. Không có thông tin gì luôn. Rồi các bạn gửi vào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn submit đi tên nha bạn. Rồi các bạn bấm vào balance nha bạn. Rồi mình đã nhận được 1.000 token Bali nè. Gaffer nè. Các bạn lên gap chia sẻ cho bạn bè và người thân nè. With Gao nè. Send you submit wallet. Copy. Rồi chương trình này gấp này nó có nói là rút tiền tự động nha các bạn. Tự động nó gỡ phân phối về các bạn không cần làm gì hết. Rồi các bạn dắp vào qua du lịch. Các bạn muốn lấy cái username Telegram các bạn vào setting nha các bạn. Rồi username Telegram mình là làm chỗ này nè. Vậy video này kết thúc các bạn. Có thông tin con này nữa list sàn nào mình sẽ làm cái video hướng dẫn tiếp theo cho tất cả các bạn nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.